Xin chào các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái hướng dẫn cho các bạn cách thức để cho Vingroup vay. Tức là gì? Các bạn sở hữu cái trái phiếu Vingroup chỉ với 1 triệu đồng ở trên ứng dụng TCInvest của Techcom Securities các bạn nhé. Xin mời các bạn. Các bạn thân mến, bây giờ thì mình đang ở cái màn hình giao dịch đầu tư trái phiếu tại công ty chứng khoán của ngân hàng Techcombank là Techcom Securities. Để mua được trái phiếu bây giờ quá là dễ dàng các bạn ạ. Mình sẽ mua online, hoàn toàn online thôi, tại nhà. Và trong cái video này thì Hòa sẽ chia sẻ với các bạn cách mua trái phiếu của tập đoàn Vingroup, tức là mình cho Vingroup vay hoàn toàn là online. Ở cái video trước thì Hòa đã hướng dẫn các bạn là mua của công ty chứng khoán Techcombank. Trong cái video này thì Hòa sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mua trái phiếu Vingroup của nhà đầu tư khác. Tức là chúng ta mua trái phiếu như là mua cổ phiếu trên sàn chứng khoán nhé. Nó rất là đơn giản như thế thôi. Vậy thì chúng ta sẽ mua như thế nào? Nhưng trước hết các bạn hãy lưu ý là hãy mở cái tài khoản chứng khoán online mà mình có đặt cái link ở dưới phần mô tả để các bạn thực hiện mở trong 3 phút là các bạn hoàn thành xong để các bạn thực hiện các giao dịch như mình chia sẻ nhé. Các bạn sẽ vào chuyên mục trái phiếu nhé. Đó. Và các bạn sẽ vào phần thỏa thuận trái phiếu để mua. Đây được gọi là một cái chợ giao dịch mua bán trái phiếu của Techcom Securities. Và họ lập ra cái chợ này để cho các nhà đầu tư giao dịch với nhau. Đây là một ưu điểm mà không có một ngân hàng hay là công ty chứng khoán nào có thể làm được. Bởi vì sao? Bởi vì để lập ra cái chợ này thì cần phải có số lượng nhà đầu tư rất là nhiều thì mới có thể tạo ra thành một cái chợ để cho mọi người giao dịch mua bán với nhau. Thứ hai nữa là cái khối lượng trái phiếu cũng phải lớn thì mọi người mới có thể giao dịch được với nhau được các bạn ạ. Anh chị và các bạn có thể thấy đúng không ạ? Hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2021 này. Có rất nhiều các mã trái phiếu ở trên này và có rất nhiều các cái giao dịch đặt lệnh mua bán ở trên này. Thì nhìn cái bảng này thì nó giống như cái bảng giá chứng khoán thôi, nó cũng không khác gì nhau, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì câu chuyện nó chính là trái phiếu thì nó bán là bán cái lãi suất ấy, hoặc là gì, họ bán cái đơn giá theo cái mệnh giá. Thì thông thường thì là sao, người mua thì luôn muốn mua giá lãi suất là cao nhất và mua với cái đơn giá là thấp nhất, còn người bán thì luôn muốn bán với cái lãi suất thấp nhất và cái đơn giá là cao nhất. Thế thì để khớp lại với nhau thì chúng ta mua ở trên này, chúng ta thấy cái lãi suất nào mà hợp lý phù hợp thì chúng ta mua, chúng ta đảm bảo được cái lợi ích của chúng ta. Trong cái video này thì Hòa sẽ hướng dẫn các bạn mua cái trái phiếu VIX của tập đoàn Vingroup và mua thỏa thuận của nhà đầu tư khác. Hòa sẽ thực hiện giao dịch thật trực tiếp cho các bạn xem để các bạn hiểu rõ cách thức mua. Thế thì mua trái phiếu VIX thì các bạn làm như thế nào? Các bạn vào cái phần mã giao dịch trái phiếu này. Đấy, các bạn sẽ chọn trái phiếu VIX nhé. Trái phiếu VIX thì nó sẽ có mã VIC. Đây, VIC. Các bạn thấy không? Hiện tại giờ có hai mã trái phiếu là VICB 4001 và 4002. Tại sao lại có hai mã như thế này? Bởi vì sao? Vì họ phát hành thành nhiều đợt thì nó sẽ có nhiều mã. Mình ví dụ mua mã VIC 4001 này nhé. Các bạn thấy không? Hiện tại bây giờ mã VIC 4001 thì hiện tại thì cái lãi suất tái đầu tư cho cái trái phiếu này là 6.71% và đây chính là cái lãi suất giả định thôi các bạn ạ. Đó, và bao gồm cả lãi tái đầu tư rồi thì các bạn có thể xem cái cách tính lãi suất giả định như thế này. Nếu mà thị trường tăng thì lãi suất cũng sẽ tăng, tức là lãi suất tiết kiệm bình quân của bốn ngân hàng ấy, lãi suất tham chiếu tăng thì sẽ tăng, đúng không ạ? Hoặc là lãi suất tái đầu tư trái tức tăng thì cái lãi suất này cũng tăng theo. Và đây chính là cái lãi suất mà đang tính giả định cho các bạn ạ. Đó. Và trong cái tháng 4 này thì nó cũng khá sát với cái mức này. Thế thì bây giờ mình sẽ mua cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn thấy không? Đây là cái sẽ màn hình để mình giao dịch này. Đó. Thì các bạn sẽ hiểu được là lãi suất bên mua cá nhân nhận được đây, đúng không ạ?
là 6.71%. Đấy, đã tái đầu tư. Đã tái đầu tư tức là như thế nào? Đã tái đầu tư tức là các bạn sẽ tái đầu tư cái trái tức này này, đó, vào cái quỹ TCBF là quỹ đầu tư trái phiếu luôn, thì họ sẽ tính cho các bạn là 6.71%. Nhưng cái việc mà mình tái đầu tư này này là do mình chứ không phải là do TCBS họ tự làm, mà do mình chủ động mình làm. Và cái công thức ở đây ấy, là họ tính cho mình đấy, họ ước lượng cho mình đấy, cái cách như vậy các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ mua là mua với số lượng là bao nhiêu, tối đa mình có thể mua được 1.800 trái phiếu. Thì bây giờ mình sẽ chỉ mua cho các bạn xem là 10 thôi. Đấy, thì nó sẽ mất là khoảng 1.085.886 đồng. Và các bạn có thể nhập cái mã giới thiệu của mình. Nếu mà các bạn giao dịch lần đầu thì các bạn sẽ được hưởng là 0.1% trên giá trị giao dịch. Đấy là cái phần thưởng mà TCBS sẽ tặng cho các bạn. Còn các bạn sẽ không bị mất gì khi nhập cái mã này của mình các bạn nhé. Mình xác nhận này. Đây là một cái bản hợp đồng để mà bạn ký với cái người bán cho bạn. Rất là chi tiết đấy ạ, các bạn nhìn thấy không? Thông tin cụ thể về trái phiếu, rồi điều kiện điều khoản trái phiếu, rồi đề nghị chuyển nhượng của trái phiếu. Bên chuyển nhượng là công ty chứng khoán Kỹ Thương, tức là bên Kỹ Thương họ sẽ bán cho bạn. Trên cái thỏa thuận trái phiếu này thì vẫn có thể là TCBS họ cũng là người bán trên này nhé, tức là nhà đầu tư khác hoặc là TCBS. Đấy là chuyện bình thường các bạn nhé. Thế thì các bạn lưu ý là gì? Các bạn mua như thế này tức là các bạn đang đồng ý với cái lãi suất mà cái người bán, người ta đang bán cho mình. Và nếu các bạn muốn mua với cái lãi suất mà thấp hơn thì các bạn cũng có thể đặt lệnh tương tự và các bạn sửa cái lãi suất là xong. Thì mình sẽ ký hợp đồng đây cho bạn xem nhé. Bây giờ mình chỉ cần lấy cái mã OTP, mình nhập cái mã OTP mình lấy trên cái ứng dụng mobile như này. Đây ạ, cái ứng dụng mobile như này này, mình lấy xong mình sẽ nhập vào là xong thôi. Đấy, như vậy là đã hoàn thành mua cái trái phiếu của VIX rồi đấy các bạn ạ. Rất là nhanh đúng không ạ? Thực ra mình sẽ thực hiện chỉ trong vòng có 30 giây là mình đã mua được rồi. Vì mình đang quay màn hình nên là mạng nó hơi chậm một chút thì các bạn xem nó sẽ hơi lâu là như vậy. Thế thì các bạn lưu ý là khi mình đặt mua trái phiếu mà thỏa thuận này này thì mình có thể là đặt cái lãi nhé mà các bạn mong muốn. Mình ví dụ như các bạn mua trái phiếu VIX rồi thì các bạn có thể đặt lệnh này. Mình ví dụ nhé, đúng không? Mình ví dụ như này. Thì lúc nãy là cái lãi suất đang là 6.71 thì bây giờ mình có thể là mình đặt mua lãi suất là 7% đi. Đúng không ạ? Đấy. Mình muốn lãi cao hơn mà thì mình đặt là 7% đi. Thì mình sẽ mua cái đơn giá là rẻ hơn. Đúng không ạ? Đấy, mình vẫn mua số lượng 10. Đấy, mình sẽ quảng cáo mình giao toàn bộ nhé. Đấy. Hoặc là mua 8 đi. Đúng không ạ? Mình mua 8 đi. Xem có ai bán không? Đó. Mình mua số lượng ở 10, bây giờ mình đặt lệnh tiếp các bạn nhé. Đấy, mình sẽ đặt lệnh tiếp cho các bạn xem này. Xem có ai bán không? Yeah. Đây là cách mà mình sẽ nhận được lãi cao hơn so với cái việc là mình mua trực tiếp từ bên bán. Nhưng mà cái việc mua như thế này ấy, thì cái khả năng mà khớp lệnh sẽ khó, bởi vì là thuận mua vừa bán mà các bạn. Không phải là mình cứ muốn mua là mình có người bán đâu, đúng không ạ? Đấy, thế thì rõ ràng là câu chuyện đây là phải thuận mua vừa bán. Đấy, thì cái lãi suất nó phải phù hợp, hợp lý giữa hai bên. Đấy, người bán và người ta cũng muốn bán cho bạn. Đấy, và bạn muốn mua thì bạn mới có thể là mua được. Và việc ký hợp đồng cũng sẽ tương tự các bạn nhé. Đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nhập mã OTP. Đấy, như vậy là mình đã đặt một cái lệnh mua thành công để mình mua trái phiếu. Nhưng mà cái việc khớp lệnh ấy, thì là chưa biết được các bạn nhé, xem có khớp hay không. Thế thì xem cái sổ lệnh của mình ở đâu thì các bạn sẽ nhìn ở dưới này đấy ạ. Các bạn sẽ xem là xem cái sổ lệnh của mình như này. Đấy, sổ lệnh trái phiếu các bạn nhìn thấy không? Ngay ở dưới cái màn hình đặt lệnh thôi. Thì cái lệnh đầu tiên của mình là đã tìm được đối tác rồi. Đấy, và cái lệnh này sẽ được khớp rồi. Còn cái lệnh mà đang đặt mua với lãi suất 8% này này thì phải chờ các bạn nhé. Chờ có người bán cho bạn với cái lãi suất 8% này thì bạn mới khớp được giá. Thì các bạn nhìn thấy không, cùng là mua 10 trái phiếu nhưng giá lãi suất là 8% và giá chỉ là 1052, nhưng mình mua cái kia là 6.71 và giá là 1085, đúng không ạ? Nó khác nhau ở cái chỗ đấy.
Sau khi mà các bạn đã đặt lệnh xong thì sẽ có cái email gửi về cho các bạn như thế này. Đấy. Họ sẽ có 4 bước đúng không ạ? Đặt lệnh mua bán trái phiếu này, tìm được bên bán này, thanh toán và chuyển nhượng. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái trái phiếu mình vừa mua này đã đặt lệnh mua và tìm được bên bán rồi đúng không ạ? Sau đó đến cái email thứ hai đó chính là họ sẽ thông báo cho mình là tìm được bên bán này. Email thứ ba đây là gì? Email thứ ba là đã thanh toán rồi. Đấy, và bây giờ chỉ chờ ký duyệt chuyển nhượng thôi. Thì sau khi mà ký chuyển nhượng thành công thì cái trái phiếu này nó sẽ chuyển về cho mình luôn. Đó thì khi mà cái trái phiếu VIX này nó lên sàn rồi ấy, thì sẽ có trái phiếu cho mình là ngày hôm sau. Còn những cái trái phiếu mà chưa lên sàn như kiểu OTC ấy, thì là trong ngày luôn, là có trên cái ứng dụng của mình thì mình có thể xem được luôn các bạn nhé. Nó rất là dễ như thế thôi các bạn ạ. Ok, như vậy là mình vừa mới chia sẻ cho các bạn rất là chi tiết về đầu tư trái phiếu VIX tại ứng dụng TC Invest của Techcom Security. Thực sự là đầu tư trái phiếu nó rất là đơn giản các bạn ạ, nó không khó đâu, nó không khó chút nào, và có lẽ thì trong vòng 1 đến 2 năm tới đầu tư trái phiếu nó sẽ giống hệt như đầu tư cổ phiếu mà nó an toàn hơn đầu tư cổ phiếu, thì nên các bạn sẽ phải tìm hiểu để các bạn thực hiện đầu tư. Và nếu mình biết chiết đinh trái phiếu thì cũng có lời đấy các bạn ạ, chứ không phải là không có lời đâu. Xin chúc mừng các bạn đã xem hết cái video này để hiểu về đầu tư trái phiếu VIX cũng như là đầu tư các trái phiếu khác trên thị trường. Và mình xin chúc các bạn sẽ có những cái cơ hội tốt nhất trong cái việc đầu tư trái phiếu cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.